Hello, chào tất cả mọi người xem clip của tớ nhé. Thì hôm nay tớ làm cái clip hướng dẫn anh em cách check map và ghim map nhé. Thì đầu tiên để check map được ấy, thì chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là check trên map nhỏ này. Đấy. Check trên map nhỏ. Cách thứ hai là chúng ta sẽ vào phần cài đặt chung này. Ở phần camera ấy, thì anh em để cái phần camera này ở giữ hoặc trượt nhé. Tốc độ camera thì anh em tùy thao tác tay của anh em, nhưng nếu để ghim thì anh em nên để thấp, tí mình sẽ giải thích vì sao. Còn để camera thì anh em để trượt sẽ hay hơn để giữ này. Mình cảm tưởng để giữ này thì nó sẽ hiện ra một cái vòng tròn cho anh em giữ, anh em kéo. Đấy. Còn khi mà anh em để trượt ấy, đâu rồi? Đấy. Thì nó sẽ anh em vuốt đi đâu, vuốt lên là nó lên, vuốt xuống thì nó xuống. Cái phần ngay cạnh quả cầu quang xương nhé, vuốt xuống thì nó sẽ xuống, vuốt lên nó sẽ lên. Đấy, đấy là anh em check map thì có hai cách check là như thế. Ghim map thì chúng ta cũng có hai cách ghim nhé. Ghim thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn anh em ghim tay trái cho nha. Ghim ngón trỏ tay trái, anh em mà chơi hai ngón thì anh em không ghim được đâu. Anh em mà ghim bằng ngón cái ấy, thì mình không di chuyển được. Mà anh em mà ghim bằng ngón cái bên này thì anh em lại không dùng chiêu được, nên ít nhất anh em phải chơi ba ngón nhé. Ít nhất muốn ghim được thì anh em phải dùng ba ngón, 3 hoặc 4. Trời ơi, thêm đánh đau quá, mình phải bật vô địch thôi. Đấy, thì đây ta sẽ ghim một thằng, giả dụ như ghim một con blue đi. Đấy, xong là mình sẽ lướt đến mình chém con blue, mình để in map đấy thôi, mình giữ chặt tay ngón trỏ ở đấy thì nó sẽ ghim map ở đấy cho anh em. Đây, giả dụ như mình sẽ chém thằng thiên phân này, đấy là anh em ghim map bằng ngón trỏ bên trái nhá. Đây là giả dụ mình vào con blue của nó đấy, thì mình sẽ check trước thì mình nhìn được trước một ít size và mình sẽ combo được chuẩn hơn. Hay mình có thể vào con Z nhà mình, quái con. Hay là chém thêm phát nữa nhá. Hay giờ mình ví dụ là địch đang đánh nhau ở chỗ con chim, ở chỗ đường rồng nhá, thì anh em sẽ check ra, anh em đi xuống, anh em tung chiêu đấy. Thế là đây là cách check và ghi map bằng ngón trỏ tay cái nhá, ngón trỏ trái nhá. Thì anh em có thắc mắc gì nữa không nhỉ? Đại khái ghim map nó là ghim cứng map lại để cho anh em dễ chơi, dễ nhìn địch và dễ biết địch tung chiêu gì mà. Còn cách thứ hai là ghim map bằng ngón trỏ bên tay phải nhá, là ngón bên này này, ném cái này ra đã. Đấy, thì để ghim được thì anh em để ở camera tốc độ trượt nhá, phần cài đặt chung ấy, và cái tốc độ camera ấy thì anh em nên để thấp một tí. Tại vì sao? Nếu như anh em để cao hết mức này, cao hết mức thì cái cam nó sẽ rất nhanh và nó rất rung, anh em lướt nó sẽ rung, khó để giữ và ghim lắm. Thì anh em để thấp một tí. Đấy, nghĩa là vuốt nó chỉ đi chậm thôi. Đi chậm đây, giả dụ mình sẽ ghim một con thêm này, ghim một con thêm đây, quên mất mình vừa quay với mà mình không quay không chuẩn được. Đây như thế này, anh em thấy thêm thì anh em ghim, anh em kéo map lên, không anh em giữ chặt tay ở đấy, giữ chặt tay, không anh em nước chiêu ra anh em đánh nó. Đấy. Thì mình có thể ghim vào nhiều vị trí nhá, không nhất
thiết là phải ở đấy, giả dụ như con quái con này chẳng hạn. Đấy, thì ngón khi mà anh em muốn ghi thì anh em giữ chặt tay lại, giả dụ như con chim. Đấy, à, ghi bằng ngón trỏ bên tay phải nhá. Giả dụ như mình ghi một con blue địch chẳng hạn. Một tên kia. Đấy. Giờ hướng dẫn cho anh em ghi map bằng ngón trỏ bên tay phải nhá. Đấy là anh em ghi bằng ngón này này. Thì cái phần camera ấy, mình nói là camera này anh em để trượt, và cái tốc độ camera này anh em để thấp một tí để cho nó tránh rung, bởi vì ghim bên này nó rất dễ rung, bên kia cũng rung nhưng mà bên này nó có vẻ rung nhiều hơn. Và anh em khi anh em bút chiêu thì anh em ấn vào màn hình chắc chắn rồi sẽ rung, nhưng mà anh em phải để thấp. Giả dụ như mình đứng đây mình kéo lên thên, kéo check lên thên, mình thấy thên, mình nao đến chém thên và mình vẫn giữ ngón tay trỏ đấy nhá, thì nó sẽ là ghi map đấy. Phải tăng tăng lính gì á, không nhiều lính quá. Đấy, giả dụ như địch đang đứng trong blue bên địch chẳng hạn, là mình kéo lên nhìn thấy địch. Ồ, mình nao mà mình chém, chém xong mình chạy đấy. Thì đấy là lợi thế của cái ghi map nhá. Đây mình ghim lại bên tay trái cho anh em xem này. Địch đang ở hang rơi rồi ạ. Đấy là ghim bên tay trái, tay phải này. Địch ở hang blue bên mình này. Giờ mình sẽ nói cho anh em vì sao ta nên ghim nhé, ghim map nhé. Thì giả dụ trong tình huống này chẳng hạn, trong tình huống này thì khi mà đang giao tranh ở chỗ con thên chẳng hạn nhé, thì mình không thể nhìn được như thế nào chẳng hạn. Thì nếu như mà anh em không ghim map ấy, thì anh em chỉ có bo mò, nghĩa là mò mẫm theo kiểu như thế này, vuốt ra chém đánh 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 đấy. Và mình không biết là địch đã dùng những chiêu gì, đâm là khó. Còn nếu như anh em có ghi map ấy, thì anh em kéo map mà anh em check, à nó đang đánh nhau, nó tung những chiêu gì rồi. Đấy, hết chiêu chưa, khi mà địch nó hết chiêu rồi thì mình lao vào mình chém. Chém xong thì mình chạy, đấy. Còn giả dụ như bên đấy là bên tay trái, còn bên tay phải chẳng hạn, ta ghi một ngón trỏ bên tay phải, à địch đánh nhau lâu đấy, sắp hết máu rồi, sắp hết máu rồi, vào vét thôi đấy. Còn nếu như anh em không ghim ấy, thì anh em đứng đây thì anh em không thể biết thằng thên nó đang làm gì, không biết thên nó đang làm gì, đang như là chỉ cần một cái check map này anh em sẽ biết được là địch đang làm gì. Đấy, thì anh em vào anh em tung chiêu sẽ chuẩn hơn. Ví dụ địch đang ở trong blue chẳng hạn, hay là địch đang ở trong bộ đỏ nhà mình. Ví dụ như kiểu là địch đang giao tranh ở trên giao tranh đường trên đi, giao tranh chỗ con chim. Đấy, mình ghi trước vào, anh em đi đến nơi tung chiêu chém 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 chết lui về. Đấy, hay địch đang trong hang bùa đỏ nhà địch chẳng hạn, bùa xanh nhà mình, địch đang trong bùa xanh chẳng hạn, thì địch ở đâu anh em kéo anh em ghi vào đấy thôi. Một cái mẹo cho anh em đó là chỉ là để cái, nếu anh em làm bên tay trái ghi bên tay phải thì anh em để cái tốc độ cam nó chậm một tí, không nó rung lắm.
anh em để thấp, mức thấp lúc nào anh em cảm thấy vừa là được. Đấy, giả dụ như con thiên này mình đứng này mình không có sai nữa, nhưng nếu như mình ghim thì mình đủ sai thì mình sẽ, mình đứng này thì mình không đủ sai đúng không, mình kéo ra mình ghim, mình ném chép 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 chép. Đấy, địch đang ăn rồng chẳng hạn, địch và ta đang ăn rồng, đang giao tranh thì mình đứng mình quay xem mà chiêu thức như nào, rồi khi mà thấy vào rồi thì anh em vào chém thôi. Hết đang quay hết rung lượng điện thoại không để ý. Cho mình vào một vài ví dụ trong thực tiễn nhé, thực tiễn chơi khi ghi check nào nha. Bạn nào còn thắc mắc hay chưa hiểu gì thì để lại bình luận nhé. Mọi người thấy clip của mình hay thì giúp mình xin một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người.